Sắp tới em có tham gia đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm. Em thấy đề thi có câu này lạ, AD đã giải giúp em. Đó là chia sẻ của bạn Văn Tuấn. Kỳ thi đánh giá năng lực, AD chưa từng được tham gia nên không biết nó sẽ như thế nào. Hình như là để xét tuyển đại học. Còn chi tiết thế nào, ai biết rõ về điều này hãy cùng chia sẻ thêm để mọi người cùng biết nhé. Cùng xem bài toán của bạn. Số nguyên tố Mersenne là những số nguyên tố có dạng 2 mũ N-1. Vào ngày 8 tháng 9 năm 1957, Gissel tìm được một số nguyên tố Mersenne là 2 mũ 3217 trừ đi 1. Hỏi số nguyên tố Mersenne này có bao nhiêu chữ số? Một câu hỏi rất thú vị. Số nguyên tố Mersenne có thể nhiều bạn chưa biết tới nó. Số nguyên tố Mersenne được đặt tên theo nhà toán học Marin Mersenne là các số nguyên tố được biểu thị dưới dạng 2 mũ P trừ 1 với P là số nguyên dương. Ví dụ, 3 là số nguyên tố Mersenne vì nó là số nguyên tố và có thể biểu diễn được dưới dạng 2 mũ 2 trừ đi 1. Bản thân các số P tương ứng với số nguyên tố Mersenne phải là các số nguyên tố. Nhưng ngược lại, không phải mọi số nguyên tố P đều dẫn đến số nguyên tố Mersenne. Ví dụ, 2 mũ 11 trừ đi 1 bằng 2047 bằng 23 x 89 không phải là một số nguyên tố. Cùng đi vào giải quyết bài toán này. Cách thức chung để tính được các chữ số của một chữ số là chúng ta hãy so sánh với số mũ có cửa số là 10. Vì vậy, ta hãy đặt 2 mũ 3217 sẽ bằng 10 mũ K. Cùng giải phương trình này. Khi đó, K sẽ bằng logarit cơ số 10 của 2 mũ 3217 hay bằng 3217 nhân logarit cơ số 10 của 2. Như vậy, ta có 2 mũ 3217 sẽ bằng 10 mũ 3217 nhân logarit cơ số 10 của 2. Từ đó ta có 2 mũ 3217 trừ đi 1 sẽ bằng 10 mũ 3217 nhân logarit cơ số 10 của 2 trừ đi 1 và bằng 10 mũ 968,4 trừ đi 1. Và chúng ta biết rằng 10 mũ 968 sẽ nhỏ hơn 10 mũ 968,4 và nhỏ hơn 10 mũ 969. Vì 2 mũ 3217 là một số nguyên. Và 10 mũ 968 chỉ có 968 số 0 ở phần sau. Lên 10 mũ 968,4 sẽ chỉ có 968 số ở phía sau này. Và nó không thể có 969 số được do nó nhỏ hơn 10 mũ 969. Khi này tính cả số đứng đầu, ta sẽ có 10 mũ 968,4 sẽ có 969 chữ số. Và khi trừ đi 1, nó vẫn là 969 chữ số do số mũ của chúng ta lớn hơn 968. Vậy số nguyên tố Mersenne này có 969 chữ số. Trông vậy nhưng thật đơn giản phải không nào? Hy vọng video này giúp ích được cho các bạn. Các bạn có ý kiến thú vị hơn, hãy cùng chia sẻ. Cảm ơn các bạn. Theo dõi, hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.